Vâng, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở với Lâm Huy Auto. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì em sẽ test hàng cho một anh khách hàng các bác nhé. Hiện tại thì em đang tiến hành setup một cơn combo, test hàng trước khi đi setup cho anh Sơn ở Tứ Kỳ Hải Dương các bác nhé. Anh Sơn thì sáng nay đã trực tiếp lên cửa hàng rồi và tham khảo qua chất âm về con đẩy liền vang DAC X8 Bluetooth cũng như là về chất lượng Dulafun V12S rồi các bác nhé. Và tổng trị giá combo này thì đâu đó chỉ còn có 15.500.000 đồng thôi. Bên em sẽ tặng ngay cho anh Sơn một bộ mic trị giá 2.200.000 đồng nữa. Đấy, EP Pro DT22 các bác nhá. Đấy, và tổng trị giá thì chỉ còn có 15.500.000 thôi. Đấy, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Chỉ với 15.500.000 thôi các bác đã sở hữu ngay một câu hình combo chất lượng uy lực rồi. Đấy, em có tư vấn thêm là em có chơi thêm súp không, nhưng mà anh Sơn thì hiện tại chưa có nhu cầu các bác nhá. Đấy, các bác làm có nhu cầu muốn chơi thêm cục súp nữa thì các bác có thể cộng thêm một cục tầm 4.600.000 nữa thôi các bác nhá. Tầm 20 đổ lại thì thoải mái rồi. Đấy, một câu hình combo để các bác chơi trong không gian gia đình tầm 35-40 m². Đấy, thoải mái luôn đúng không ạ? HKOK thì trên cửa tuyệt vời luôn rồi. Một câu hình combo này thì gồm có những gì thì các bác cùng đi chân theo chân em nhé. Đầu tiên thì sẽ là một đôi loa full V12S này. Đây là một phiên bản loa full tâm huyết nhất của EP Pro. Đấy, vừa cho ra mắt năm 2023 các bác nhá. Đấy, một bát này 30 là một siêu tép này. Đấy, và bên này ở nó sẽ là một góc tem chống hàng giả nhé, công ty EP Pro có mã QR và website các bác nhá. Đấy, bên trong này thì sẽ là một lớp bột biển này. Đấy, một biển này để chống bụi này và chống những con côn trùng, có thể bay trực tiếp thẳng bắt loa. Bên ngoài thì sẽ là một logo được dập chìm thẳng vào đây. Đấy, đúng không ạ? Được dập thẳng vào đây các bác nhé. Đấy, và một lớp màng căng hoặc mặt mạ nhôm phai cao cấp này. Đấy, tạo cái độ cứng cáp hơn và bảo vệ được những cái màng bát bên trong này, tránh trẻ con có thể chọc tay vào các bác nhé. Bên trên cũng sẽ có tem bảo hành này. Đấy, màu sơn sần. Đấy, màu sơn sần chống bụi và chống xước rồi. Đấy, con này thì xước xác nhỏ đi. Con này cân tất các bác nhé. Đấy, còn xước xác to ví dụ khát gỗ này thì cái đấy phải chấp nhận rồi, đúng không ạ? Và công suất cực đại con này đằng sau đây. Cái vỉ mạch đằng sau đây các bác nhé. Đấy, công suất cực đại sẽ từ 550 đến 759W này. Đấy, trở kháng 48 ohm, độ nhạy 98 dB. Đấy, và cổng Nutrex đây, đầy đủ này. Thì cọc vào là cọc đồng nguyên chất các bác nhé. Đấy, chống han gỉ luôn. Đấy, cũng là một tem bảo hành công ty này. Đấy, model này EP Pro V12S các bác nhé. Bên trên này sẽ là lỗ thông hơi. Đấy, bên trong sẽ có lưới chắn chuột các bác nhé. Đấy, nên các bác chơi thoải mái không sợ chuột vào đâu. Đấy, bên này sẽ là hai tay cầm này và đầy đủ ốc vít để các bác có thể treo tường các bác nhé. Đấy, đầy đủ ốc vít để các bác có thể treo tường luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Một đôi loa full. Đấy, và tiếp theo trên này một con đẩy liền vang DAC X8 Bluetooth. Đây là một phiên bản đẩy liền vang cao cấp, được nâng cấp hơn so với phiên bản đẩy liền vang DSB X8 đúng không ạ? Đấy, con này để Bluetooth thì chắc chắn là những cái tính năng của nó này. Đấy, và chất lượng của nó sẽ hay hơn đúng không ạ? Nó đáp ứng cho mình đầy đủ hơn. Đấy, con này thì chạy bằng 64 bit cộng của USA. Đây là những tần suất xử lý âm thanh của nó đưa ra rất là hay, rất là mềm mại các bác nhé. Đấy, rất phù hợp các bác chơi nhạc vang hoặc Borizo các bác nhé. Đấy, volume tổng của mic ở đây được tích hợp những đèn nét màu trắng bên trong rất là đẹp. Và volume tổng của Echoni vật này. Đấy, volume tổng của Music đây các bác nhé. Dưới dòng kẻ chỉ này thì sẽ là một công tắc bật mở nguồn này. Đấy, và các bác có thể chỉnh tôi biết hai cạnh một delay, repeat, bass, trung check, Echoi fix này. Đấy, giá cắm mic cả trước cả sau các bác nhé. Chỉnh mic tone và chỉnh music control. Và đầy đủ nút chuyển đổi đây, input này. Thì các bác thì chuyển chế độ đầu vào ví dụ như USB, cổng quang, Bluetooth hoặc AUX1, AUX2 các bác nhá. Đấy, cổng cắm USB này. Màn hình hiển thị thông số đây các bác nhá. Rất là đẹp, model là DAC X8 Bluetooth. Đây là một phiên bản để liền vang cao cấp được tích hợp tính năng chống chập chống cháy này, đầu giải mã này. Đấy, và chống hú rít lên tầm 98-99% các bác nhá. Đối với con này. Đấy, và bên em sẽ tặng cho ngay anh Sơn một bộ mic nữa, đó chính là DT22 các bác nhé. Một bộ mic tầm trung của EP Pro, trị giá là 2.200.000 đồng. Ok, tiến hành test qua chất lượng thanh trước khi đi setup cho anh Sơn các bác nhé. Các bác nào quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Ok, tiến hành test qua chất âm các bác nhé. Đấy, là một chút đấy thôi mà công suất này rất là to các bác nhé. Nhưng có đâu nào bằng lầm lỡ vì thì thôi em đừng có nước mắt nào mà không dám. Từ nay thôi đành tâm sống riêng mình thì thôi em đừng có nước mắt nào mà không dám. Từ nay thôi đành tâm sống thank you.
Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chiếc âm về cấu hình combo này rồi các bác nhé. Và hiện tại thì bên em đang trợ giá chỉ còn có 15.500.000 đồng thôi. Bên em sẽ hỗ trợ bao ship code toàn quốc cũng như là setup tại nhà, bán kính trên 100 km các bác nhé. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này thì các bác thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn và đàn các bác nhé. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.